và bao giờ như dòng sứ múa bảo cháu thì phải làm nào để giới nhân trên này thế ạ? Kỳ vọng mình trở thành giáo sư của mỗi sâu á là một cái ước vọng tốt, nhưng con cũng nên nhớ là trên hành tinh này chỉ có một giáo sư Ngô Bổ Châu duy nhất thôi. Đậu được giải phiêu về toán học, danh giá tương đương như là giải Nobel về toán học vậy. Theo đạo Phật đó thì những ước mơ tốt đó sẽ trở thành là cái nguồn động lực thôi thúc tinh thần của chúng ta, để theo đó đó chúng ta có những cái phấn đấu, có phương pháp để đạt được những cái thành quả như ý muốn ở một chừng mức là nhất định. Sự nỗ lực nào đó cũng có những cái kết quả và giá trị để tưởng thưởng những gì mà chúng ta đã dày công đầu tư và nỗ lực làm, nhất là làm có phương pháp. Để có được những thành quả như là giáo sư Ngô Bổ Châu hoặc tương đương, hoặc là theo cái khuynh hướng thành tựu đó đó, thì các cháu cần lưu tâm một số điều sau đây. Thứ nhất, trong lĩnh vực học á, có thể chia làm hai, đó là các cái môn học thuộc về nhóm khoa học tự nhiên, trong đó toán, sinh vật, vật lý là những môn điển hình. Nhóm còn lại được liệt vào là nhóm khoa học nhân văn và xã hội, bao gồm triết, văn, sử, dân văn. Thì môn toán sẽ giúp cho chúng ta có được cái kiến thức logic về mọi lĩnh vực ở trong cuộc đời. Như vậy để học giỏi đó thì tất cả các công thức toán học, các định lý, định đề phải học thuộc lòng và vận dụng nó một cách đúng để giải quyết những bài tập về toán và những cái môn học tự nhiên. Thì dần dà đó chúng ta sẽ có được cái kiến thức rất nền tảng và căn bản trong lĩnh vực đó. Điều thứ hai đó, dù là học theo khoa học tự nhiên hay là khoa học xã hội nhân văn, thì các sinh viên và học sinh phải lưu tâm là kiến thức trên trường lớp chỉ là kiến thức nền tảng và căn bản thôi. Để trở thành một học sinh hay sinh viên giỏi, ngoài kiến thức trên trường lớp được thầy cô giáo hướng dẫn và trao tặng, thì mỗi người học cần phải có ý thức rằng là việc học thêm sẽ giúp cho chúng ta đó trở nên giỏi hơn các bạn đồng lớp học. Học thêm đây được hiểu là tự học ở tại các thư viện, rồi tự nghiên cứu, tự đọc sách tại nhà, tự làm thêm các bài tập ngoài số lượng các bài tập được các thầy cô giáo tại lớp mình hướng dẫn. Thì nhờ việc tự học và học thêm này đó, chúng ta sẽ mở mang được cái kho kiến thức và làm cho chúng ta trở nên giỏi hơn, có cái tầm hiểu biết rộng và sâu hơn các chúng bạn đồng lứa, đồng lớp. Thứ ba, không nên thỏa mãn với tất cả các kiến thức và thành quả học mà mình đạt được, vì biển học là mênh mông và không cùng. Hãy nêu những cái tấm gương như giáo sư Ngô Bổ Châu và nhiều nhà khoa học, nhiều giáo sư lỗi lạc của Việt Nam và trên thế giới. Chúng ta khởi lên một cái nhận thức thế này: nếu các vị giáo sư lỗi lạc đó đã đạt được các cái thành tích cao nhất ở trong lĩnh vực học, thì tôi đây cũng có được cái cơ hội và tiềm năng tương tự. Tôi không cho phép tự khinh thường mình. Tôi cố gắng phấn đấu, có điều kiện, có phương pháp và nỗ lực không ngừng để tôi đạt được những cái thành quả mà tôi đã nỗ lực làm. Đây là cái nhận thức để giúp cho chúng ta vượt qua được mặc cảm tự ti. Và mặc cảm tự ti theo Phật giáo chính là một cái ổ khóa
nó xiềng xích và nó làm cho mình không thể là phát huy được các cái tiềm năng mà theo Đức Phật đó, ai cũng có các cái nguồn dữ liệu tiềm năng đó ngang nhau. Vấn đề là chúng ta thiếu các cái chìa khóa để tháo mở các cái kho tàng tiềm năng đó. Như vậy bên cạnh việc nỗ lực của người yêu thì điều thứ tư mà chúng ta cần làm đó, đó là bất cứ một nỗ lực nào ngoài cái sự tha thiết, cái nguyện vọng chân thành, thì chúng ta cần phải dùng trí tuệ và kiến thức phương pháp soi đường dẫn lối. Bây giờ có những cái chìa khóa phương pháp, chúng ta sẽ nhanh chóng học giỏi hơn, rồi đào sâu hơn trong các lĩnh vực và nghiên cứu một cách thấu đáo về những điều mà chúng ta quan tâm. Nói tóm lại đó, trong bất cứ một lĩnh vực nào, từ học đường cho đến ứng dụng trong cuộc sống, hay là các lĩnh vực kinh doanh, rồi các lĩnh vực ngành nghề trong xã hội đó, người thành công ở mức độ cao nhất luôn luôn là những người có cái mức nỗ lực hơn những người bình thường tối thiểu là từ 2 lần cho đến 20 lần. Như vậy nếu mình không phải là người thông minh bẩm sinh, có được một cái kiến thức đặc biệt vượt trội như là những bậc vĩ nhân, các nhà khoa học, các nhà giáo sư lỗi lạc hàng đầu, thì bằng cái sự kiên trì có phương pháp, theo đuổi mục đích, không từ bỏ, không bỏ cuộc nửa chừng, không đầu hàng trước số phận, thì trước sau gì chúng ta cũng đạt được những thành công như ý. Và để làm được, xin các cháu học sinh nó có thể lưu tâm cái hình ảnh sau đây: nhón chân và gối tay. Mỗi buổi sáng đó, khi tập thể dục đó, trước khi kết thúc, các cháu hãy áp mặt mình vào trong vách tường, nhón cao gót lên, thì các cháu sẽ có cảm giác là mình cao hơn chính mình bình thường á, khoảng 1 tấc cho đến 1 tấc 2. Đồng thời vối cái tay lên thì chúng ta sẽ có thể nâng cái chiều cao của mình thêm được khoảng thêm 1 cm nữa. Và khi làm cái động tác này đó, thì chúng ta phải tự kỷ ám thị ở trong đầu: năng lực mà tôi đang có, kết quả mà tôi đang học, nỗ lực mà tôi đang theo đuổi, cũng giống như là động tác nhón chân và vỗ tay này, tôi tin rằng là tôi sẽ tiến bộ hơn bản thân tôi của ngày hôm qua, tôi của năm sau sẽ tiến bộ hơn tôi của năm này. Và bằng cái nỗ lực đó, cái cam kết đó đó, thì việc nỗ lực chúng ta nó có một cái nguồn thúc đẩy rất là đặc biệt để giúp cho chúng ta bao giờ cũng trở nên mới hơn, nỗ lực hơn, thành công hơn, tiến bộ hơn. Và bằng cái phương pháp đó đó, những cái nỗ lực với kiến thức nền tảng và chuyên sâu đó, chắc chắn là chúng ta sẽ nắm chắc được cái sự thành công trong tầm tay của bản thân mình. Xin yêu câu hỏi khác. Con rất buồn lúc này.